phụ người mà vẫn dở dang tại ta hay tại trời bày ra số vâng. Vừa rồi thì các bác vừa được trải nghiệm chất âm ngọt ngào qua sự thể hiện của đôi loa RCF được sản xuất và lắp ráp tại Italia. Và các bác để sở hữu một đôi loa RCF như thế này thì các bác phải bỏ ra chi phí khoảng gần 60 triệu đồng. Đúng vậy, các bác không nghe nhầm đúng không ạ? Để đập hộp một đôi loa RCF C3110 này thì các bác phải bỏ ra là gần 60 triệu đồng để mua mới ạ. Nhưng trong clip ngày hôm nay và tại cơ sở miền Nam của Hiếu Melo, em có về được 10 đôi loa RCF C3110 hàng bãi tuyển đẹp. Và các bác chỉ cần bỏ ra chi phí bao nhiêu nhỉ? 8 triệu đồng. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Các bác không nghe nhầm đâu ạ. Chỉ có gần 20 triệu đồng các bác đã sở hữu cho mình chất âm ngọt ngào, da diết, chính là dòng loa RCF C3110. Thì đợt này em về được tổng cộng là 10 đôi hàng đẹp tuyển chọn ở tại cơ sở Sài Gòn Hiếu Minh Audio phục vụ các bác tại khu vực miền Nam các bạn. Đây các bác này, hàng sau khi mà em về và lau chùi vệ sinh rất là đẹp, để đây để trưng bày các bác qua để thăm khám và trải nghiệm chất âm của một dòng loa, một thương hiệu thuộc top thế giới, có thể sánh ngang được với những thương hiệu như là Nexo hay là Koda. Các bác này. Giờ CF, một thương hiệu quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Thiết kế thì nước sơn màu đen và thùng thì rất là thon gọn, bát 25 các bác, bát 25, thùng rất thon gọn và e căng cắt CNC góc vuông bo rất là đẹp. Bo hai viền đấy. Và e căng phía trước cả lỗ này, lỗ tổ ong, và có thể là nhìn trực tiếp driver ở bên trong, nhìn tổng thể có thể đẹp không ạ? Về ngoại hình của loa đánh giá thiết kế rất là khôn và tinh xảo và rất đặc cấp. Và kiểu treo của loa RCF này là một cái giá treo khác, cái này các bác phải chế này, chế giá này, hoặc các bác mua bên em cần treo thì em sẽ chế cho các bác. Treo là treo loại một rắc được không nhé. Đây này, bên trên cũng vậy, bác treo đứng hay treo nằm đều sử dụng là một giá này. Quay sau. Phía sau thì có phần để tay xách này. Cắt CNC ở vắt góc bên sau. Đây, loa thuộc là dùng loa cân. RCF C3110 Made in Italia. Tem ánh 7 màu của RCF bác nhé. Rắc cắm new trick, một rắc in và một rắc ao. Thiết kế tinh xảo đúng không ạ? Rất là chất luôn. Quay cho bác cùng xem về phần nội thất. Để em mở sẵn một quả này. Về phần bát, bát này bát từ 17 các bạn. Từ 17 đấy, pick từ này, pick từ trắng rất là dày luôn này. Và lớp từ bên trong, nhìn chất từ ngoại hình cho tới là nội thất mã màng này. Đấy, khung bát này. Úi xoài, nhìn này. Dây tín hiệu nhé, bọc này. Và khuyên quấn. Mặt trước của bát này, bác này, mặt màng vải được bôi keo là kín. Và gân là gân hai lớp.
Về phân khúc RCF C3110 này thì sử dụng là chép từ neo, chép từ neo. Nhìn làm khôn không các bác? Họng gang các bác nhé, họng gang này. Đấy, phần họng chép này nó có thiết kế nhìn rất là khôn và tinh xảo này. Đấy, phêu đấy. Lớp đệm phêu. Chép nèo. Thùng vách dày, sử dụng là công nghệ 12 lớp gỗ ván ép, gỗ bạch dương 100% các nhé, gỗ bạch dương. Công nghệ tiêu chuẩn của thương hiệu RCF. Và số lượng thì về không nhiều, về 10 đôi thì đã có lịch cọc khoảng tầm là 4 đến 5 đôi rồi. Các bác đã đặt hàng và em sẽ đi lắp đặt cho bác khách. Và còn 5 đến 6 đôi nữa là sẽ có cơ hội dành cho bác nào mà xem clip này muốn sở hữu cho mình một trong những dòng loa thương hiệu top thế giới. Và giá thành thì rẻ hơn rất nhiều so với các bác phải bỏ ra chi phí để đập hộp hàng mới các bạn. RCF C3110 đã có mặt ở tại cơ sở miền Nam các bác nhá. Ok, và bây giờ thì các bác mời các bác cùng trải nghiệm một đoạn nhạc khác để test chất âm của những đôi loa RCF và cùng với những chiếc súp RCF Bass 30 này nhé.